Vâng, em xin chào cả nhà. Và hôm nay tiếp tục em lên cho các bác cùng toàn thể cả nhà đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn. Và hôm nay video của Lê Tuấn thì chủ đề là lên một chiếc Ford 4000 đời Logan các bác nhá. 4000 Logan. Đấy, tất cả các bác mà ai đang ưa thích dòng Ford 4000 Logan thì em mời các bác cùng Lê Tuấn báo giá trực tiếp chiếc xe này. Có cả mặt đồng bộ, ngoặc 11m. Dài 4m các bác nhá. Dài 4m, rộng 1m9, cao 1m6. Đấy, 1m rưỡi, nhưng mà 1m6 đâu, nhưng mà đôn lên nữa các bác nhá. Thì trước tiên Lê Tuấn báo giá chúng ta là 150 triệu các bác nhá. Xe đang zin, lốc gân. Rồi, thì trước khi mà đang ở xa thế này thì Lê Tuấn review cho các bác xem một vòng các bác nhá, để đi vào chi tiết cho nó gọn. Đây nè. Nói chung mặt thì hơi xấu một chút, giấy tờ đầy đủ, báo cáo các bác. Giấy tờ đầu và giấy tờ điếu đuôi ngoặc các bác nhá. Cái ngoặc này thì Lê Tuấn cũng báo cho các bác một tin vui nữa là ngoặc của cơ khí Trung Sơn Dương Minh Châu các bác nhá, đóng. Ngoặc này có đặc biệt hơn là vỉ là bằng inox gợn sóng các bác nhá. Còn riêng về chế tác về vấn đề ngoặc của Trung Sơn thì chấm hết các bác nhá, không cần lăn tăn, có giấy tờ luôn. Đấy, đó là những cái vui. Còn một tin buồn với các bác là cái vỏ này hơi mòn. Đây các bác đây nha. Đây, vỏ cái hơi mòn. 18-430. Các bác nhá. Rồi, coi như là 8 cánh, 8 ốc. Thì để đi vào chi tiết 150 triệu bắt đầu em đi vào. Thì bây giờ lúc nãy thì lấy bình. Có lấy bình để cho đằng kia mượn để tiết bán chiếc Ford 3000 ở dưới kia. Thì chủ kêu Lê Tuấn review bán tiếp cái này các bác nhá. Rồi, đầu tiên thì Lê Tuấn sẽ cho chúng ta biết là cái giò gà trước các bác nhá và vùa trước. Thì ở trên Bình Long, ở Thanh An Bình Long này các bác biết rồi, xe đang đi làm. Đúng không? Xe tức là không phải để ở nhà mà xe đang đi làm, cho nên các bác biết là xe làm ăn. Nhưng vì điều kiện nói chung bây giờ cũng ít việc mà làm thì lỗ. Các bác chưa biết đâu, gặp anh em cắt cây đây này, là lỗ hết. Đó. Bây giờ không dám mua vườn mà chỉ đi mua ba cái lèo tèo này thôi, nhưng mà cũng không ăn thua. Xăng dầu thì cao các bác nhá, mà cây nhà vườn bán mắc cho nên chủ phải bán xe. Rồi, đã bán xe thì tất nhiên là phải bán rẻ rồi, chứ không bán cao được các bác nhá. Thì Lê Tuấn review luôn để đi vào chi tiết. Ok cho bác, đây có ba đầu sốc độ sẵn cho các bác rồi nhá. Đấy, xe 4000 đời lúc chơi, 150 triệu, có mọc đây các bác này. Đây nhá. Đó. Tuy tất cả bác này, đây này, nó đất đỏ nó vào các bác nha. Đấy, nếu cái này mà các bác về rửa sạch thì rất đẹp. Đấy. Nhưng mà bởi vì đang làm ăn cho nên là không phải xe tân trang để bán, cho nên là chủ nhà đây là trực tiếp đang ở nơi đi làm, cho nên chúng ta thông cảm. Đấy, xe rất xấu nhưng mà có sao nói vậy, đời lốc gân các bác nha. Đây này, nó gân ở chỗ này này là đời lốc gân. 4000 lâu gần thì lâu lắm rồi Lê Tuấn lại mới nghe được một cái tin, một cái đầu máy mà 4000 lâu gần. Thường thường 4600 lâu gần, nhưng mà đây là 4000 lâu gần. Đó. Các bác nhá. Đây, thương hiệu game nó này. Các bác nhá. Tuy những cái này nó đã mòn nhưng mà nó zin. Các bác nhá. Rồi đây, 4000. Rồi bình hơi các bác này. Rồi tiếp tục này. Thắng lắc kê đầy đủ nhá. Thắng hơi lâu kê. Trợ lực tay lái, tức là hoàn tất. Đấy, xe đang trong tình trạng tức là làm ăn bình thường. Đây các bạn, đó, rất bẩn. Cái này nếu như mà trong cương vị ấy ta về mà ta rửa ráy thì rất đẹp trai các bạn nhá. Đây, cái yên rất xịn sò. Đây này, hiếm lắm mới có cái yên này các bạn nhá. Rồi, cái này là tay lái và cabin các bạn này. Đó, đồng hồ thì thôi tao cũng không nói về cái này nhiều, nhưng mà có một cái cabin luôn, chia nắng chia mưa cho các bác luôn. Bô thì bô của inox đầy đủ hết các bác nha. Rồi bây giờ nói về cặp bánh cái thì 18-430. 18-430 này thì vỏ đã mòn các bác nha. Thì thôi thì tiền nào của nấy. Đấy, tiền nào của nấy các bác nha. Đấy. Rồi, để xem xét cho kỹ lưỡng thì em review lại sang cái đầu bên này một tí, để chúng ta quay lại đằng sau. Để đến cái nha. Thì cái đời này nó như vậy được các bác này. Đó. Nha, đây. Đất đỏ.
đấy, đất đỏ nhá. Cho nên các bác phải hết sức thông cảm. Nếu cái này mà về mà rửa ráy sạch sẽ đi thì rất đẹp chứ không phải không. Vâng nhá. Đấy. Đó. Rồi, đây nhá. Giò gà này. Còn zin luôn nhá. Giò gà này và bên này. Tuy đất đỏ bám đó các bác nhá. Em vẫn nói các bác là đất đỏ bám chứ không có gì hết á nhá. Rồi đây. Các bác xôi kỹ cho em nhá. Đây này. Đấy, nó bên này. Đây là số hiệu của máy các bác nhé. Đây số hiệu của máy. Rồi. Rồi, nổ máy luôn à. Rồi nổ luôn đi. Chơi luôn. Rồi ok. Xếp máy nổ. Đấy rồi. Đấy đang kéo cái này bác ơi. Kéo rồi cứ yên tâm. Đây test nổ máy luôn cho các bác nha. Máy còn rất êm. Tao xin xin. Máy nổ ra cái các bác nha. Kiếm luôn. Ghê. Rồi. Rồi ta đi ra đằng sau các bác nha. Rồi. Đằng sau là đồng bộ các bác nha. Đồng bộ. Đây này, có Trung Sơn này. Chữ A này. Cực kỳ chắc chắn nha. Đây. Rất chắc chắn. Đây Trung Sơn. Cực kỳ luôn. Ốp hai bên luôn. Ốp hai thành luôn. Ốp hai thành. Rất tuyệt vời. Có 5 đường ống. 5 đường ống, 2 đường thủy lực. 1 đường hơi. Và 1 đường điện. Các bác nha. Đường điện. 5 đường ống. 1. Nói chung là vỏ hơi mòn một tí, vỏ mòn, chứ không phải mòn rồi, vỏ mòn rồi các bác nhá. Rồi ok, đây các bác, mình chơi. $150,000 còn thứ lượng. Rồi các bác, bây giờ em review luôn cho các bác xem cái mọt nha. Đây nè, bằng cái nấu bếp. Dài 3m9, rộng 1m9, cao 1m4, bò còn rất đẹp, bò đôi, hai cặp bò như nhau, cầu 8 tấn. Cơ khí thanh sơn, đá ba, xương minh châu, bò số này gọi luôn. Bây giờ $150,000, cái mỏ $75,000.
Đoạn này 70 triệu là ok. 70 triệu có người lấy. Có giấy tờ. Có giấy tờ là 70-75. Rồi còn cái kia nữa. Các bác coi như là tính toán chi li để xảy ra các bác nhá. Một tí bò. Một tí bò. Đây. Rồi. Hai cặp bò như nhau các bác nhá. Thành dây nóc. Đó. Thắng hơi lắc kê đầy đủ. Rồi, thắng hơi lắc kê đầy đủ. Rồi, bây giờ Lê Tuấn báo lại cho chúng ta một lần là đầu zin, đầu lốc gân 4.000 một cầu, vỏ cái mòn, rồi mọt là đồng bộ, cầu 8 tấn, mọt 3.9m, rộng 1.9m, cao 1.4m. Rồi, có giấy tờ đầu, có giấy tờ mọt, các bác nhá, 150 triệu, kính mời tất cả ngân hàng chào giá trong buổi trưa hôm nay. Tại Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước. Mong tất cả nhà chúng ta điện thoại cho Lê Tuấn 0394 36198. Đây là hình dung của em nó đang làm việc. Cảm ơn nha. Rồi và cuối cùng Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn đến cả nhà. Và Lê Tuấn xin dừng video tại đây. Xin hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn.